trong thời gian vừa rồi thì Quỳnh có quay hai phim cùng một lúc. Chính vì thế mà thời gian ngủ gần như không có. Lúc nào cũng trong cái tình trạng là mình rất là buồn ngủ. Chính vì thế mà Quỳnh phải ăn rất là nhiều, phải ăn để cho mà tỉnh ngủ với tỉnh táo để mình có thể diễn được. Chính vì thế mà trong khoảng thời gian đó Quỳnh tăng cân rất là nhiều. Quỳnh tăng lúc đấy phải hơn 56, gần 57 cân ấy. Mẹ Quỳnh bảo là uống cái cần tây ấy, sinh tố cần tây, mình sẽ xay ra, mình lấy nước xong mình ép quả táo. Nhưng mà nếu như mà mang đi qua như thế thì rất là bất tiện. Vì thế mà Quỳnh đã tìm được một sản phẩm mà Quỳnh rất là thích trong khoảng từ mấy tháng đổ lại. Thì bắt đầu Quỳnh dùng đến sản phẩm cần tây mật ong này để có thể giúp thanh lọc cơ thể này, detox này, và nó sẽ giúp cho mình giữ dáng và đẹp da hơn và giảm, quan trọng nhất là giảm cân. Thời gian nào Quỳnh cũng mang cái sản phẩm này đi để coi vì nó rất là nhỏ gọn và dễ uống. Bây giờ thì Quỳnh phải pha để uống đây, bởi vì sắp đến giờ để xem phim rồi. Thời gian gần đây thì Quỳnh đã giảm, sau khi mà Quỳnh uống cái cần tây mật ong mochi này, Quỳnh đã giảm được gần 4 cân. Mọi người có thể thấy là người Quỳnh nhỏ đi rất là nhiều. Trước được đi quay phim lên thành bụng to dã man luôn ý. Trời ơi, lúc đấy mọi người kêu ầm ĩ cả lên. Bây giờ Quỳnh sẽ pha một cốc cần tây mật ong mochi này ra. Đó. Cái này được làm bằng công nghệ sấy thăng hoa nên nó sẽ giữ được trọn vẹn tất cả cái tinh chất để giúp mình có thể bồi bổ cơ thể, giảm stress này. Đó, đi đâu cũng rất là tiện lợi. Thường thì một ngày Quỳnh sẽ uống 2 lần. Quỳnh nếu mà đi quay mùa hè như thế này thì mọi người hãy bỏ thêm đá vào uống sẽ rất là ngon, giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể. Buổi sáng thì Quỳnh ngủ dậy cái Quỳnh sẽ uống luôn mật ong cần tây này để detox cơ thể mình. Còn nếu như thời tiết mà quá nóng mà đi quay 24/24 rất là mất thời gian ý, thì Quỳnh sẽ phải uống 2 chai một ngày để thanh lọc cơ thể cũng như là để giúp hệ tiêu hóa của mình tốt hơn. Và quan trọng đó là không gây cảm giác bị đói, bị mệt mỏi. Nó giúp cho mình nhiều năng lượng hơn rất là nhiều. Khi mà mình mua gói mật cần tây mật ong mochi này sẽ có một cái tem ở đây này. Đó, mọi người hãy cào cái tem này ra thì sẽ có một cái mã số. Thì để mà đảm bảo mà mình mua được hàng chất lượng và đúng tiêu chuẩn thì mọi người hãy cào cái mã số ở đây nhá. Đó, thì mọi người sẽ nhập cái chữ là DAC cách mã số xong gửi đến số là 8099 thì sẽ gửi về cho mình một cái thông tin cụ thể. Và đây chính là một sản phẩm chính hãng, không nên mua những cái sản phẩm linh tinh ở bên ngoài thì sẽ không tốt và có hại cho sức khỏe. Thế mọi người phải cẩn thận nhá. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.